Kinh: Ba tam muội có giác có quán, tam muội không có quán, tam muội không giác không quán. Luận: Hết thảy thiền định nhiếp tâm đều gọi là tam ma đề. Trung Hoa dịch là chánh tâm hành xứ, chỗ của chánh tâm đi. Tâm này từ vô thủy lại đây, thường quanh co không ngay thẳng. Khi được chỗ chánh tâm đi này, thời tâm ngay thẳng. Ví như rắn đi thường cong queo, mà khi vào ống tre thời thẳng. Ba tam muội này ở dục giới, vị đáo địa và sơ thiền thì tương ưng với giác và quán, nên gọi là có giác có quán. Ở thiền trung gian chỉ tương ưng với quán, nên gọi là không giác có quán. Từ đệ nhị thiền lên đến hữu đảnh địa chẳng tương ưng với giác quán, cho nên gọi là không giác không quán. Hỏi: Tâm số pháp tương ưng với tam muội có đến 20 thứ, cớ sao đây chỉ nói giác và quán? Đáp: Vì giác quán ấy làm nhiễu loạn tam muội, cho nên nói hai sự giác quán tuy là lành nhưng là giặc của tam muội, khó có thể liệu bỏ. Có người nói tâm có giác quán là không có tam muội, cho nên Phật nói tam muội có giác có quán chỉ không bền chắc thôi. Khi dương giác quán bé nhỏ là có thể được có tam muội, giác quán ấy có thể sanh tam muội cũng có thể hoại tam muội, ví như gió hay sanh mưa mà cũng có thể làm tan mưa. Ba thứ giác quán lành có thể phát sanh sơ thiền, khi được sơ thiền phát sanh hoan hỷ lớn, mà vì giác quán nên tâm tán loạn trở lại bị mất, vì lẽ đó nên chỉ nói đến giác quán. Hỏi: Giữa giác và quán có gì sai khác? Đáp: Tướng trạng tâm thô gọi là giác, tướng trạng tâm tế gọi là quán, tướng trạng tâm phát khởi trong khi mới duyên cảnh là giác, tiếp sau phân biệt chủ lượng tốt xấu là quán. Có ba thứ giác thô là giác tham dục, giác sân hận, giác não hại. Có ba thứ giác lành là giác ra khỏi, giác không sân hận, giác không não hại. Có ba thứ giác tế là giác về bà con, giác về quốc độ, giác về không chết. Trong đó, sáu thứ giác làm chướng ngại tam muội, ba thứ lành có thể mở cửa tam muội. Nếu giác quán quá nhiều thì trở lại làm mất tam muội, như gió có thể đẩy thuyền mà gió quá thì làm hư thuyền. Như vậy là các cách phân biệt giác quán. Hỏi: Kinh nói ba pháp là pháp có giác có quán, pháp không giác có quán, pháp không giác không quán. Địa vị có giác có quán, địa vị không giác có quán, địa vị không giác không quán, sau nay chỉ nói ba thứ tam muội. Đáp: Khéo hay mà dùng được thì lấy. Pháp có giác có quán là pháp tương ưng với giác quán ở tại dục giới, vị đáo địa và sơ thiền, hoặc thiện hoặc bất thiện, hoặc vô ký. Pháp không giác giác không quán là pháp tương ưng với quán ở tại thiền trung gian, ở giữa sơ thiền và nhị thiền, hoặc thiện hoặc vô ký. Pháp không giác không quán là pháp để hết thảy giác quán, hết thảy sắc tâm bất tương ưng hành và pháp vô vi. Địa vị có giác có quán là dục giới, vị đáo địa và phạm thế, sơ thiền phạm thiên. Địa vị không giác có quán là thiền trung gian, khéo tu thì làm vua đại phạm ở địa vị này. Địa vị không giác không quán là hết thảy cõi trời quang âm, hết thảy cõi trời biến tịnh, trời quảng quả vô tưởng, hết thảy cõi trời vô sắc, trong đây thượng diệu là pháp tam muội. Những tam muội gì? Từ không vô tướng vô tác và tam muội cho đến kim cang, các tam muội của a la hán bích chi phật, tam muội quán mười phương phật, cho đến tam muội thủ lăng nghiêm, từ tam muội đoạn tất cả nghi cho đến tam muội của chư phật, như tam muội vương tam muội. Các cách phân biệt như vậy đã được nói nghĩa của ba tam muội. Kinh: Ba căn là căn chưa biết, muốn biết, căn đã biết. Luận: Căn chưa biết muốn biết là chín căn vô lậu hòa hợp. Người pháp hành ở trong kiến đế đạo gọi là căn chưa biết muốn biết, gồm chín căn vô lậu là năm căn tín tấn niệm định tuệ và hỷ lạc xả căn ý căn. Người tiến căn và kiến đắc ở trong tư duy đạo thì chín căn này chuyển thành căn biết, ở trong vô học đạo thì chín căn này gọi là căn đã biết. Hỏi: Tại sao trong 22 căn chỉ chọn lấy ba căn ấy? 22 căn là mắt tai mũi lưỡi thân, nam căn nữ căn, mạng căn, ưu khổ hỷ lạc xả căn, ý căn, tín tấn niệm định tuệ căn, căn chưa biết muốn biết, căn đã biết. Đáp: Có tướng trạng lanh lợi hiểu biết rõ ràng tự tại gọi là căn. 19 căn kia vì căn tướng không đầy đủ nên không lấy. Còn ba căn này lanh lợi có thể vào thẳng đến niết bàn, là chủ cho các pháp hữu vi được tự tại hơn các căn kia.
Lại nữa, 10 căn đầu chỉ là hữu lậu tự được, không có lợi ích. 9 căn giữa thì bất định hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, cho nên không nói. Bồ Tát phải đầy đủ các căn đó. Hỏi, 10 tường trên kia cũng là hữu lậu vô lậu, cớ sao phải nói? Nói phải đầy đủ. Đáp, 10 tường đều là pháp trợ đạo để cầu Niết Bàn. Còn 5 căn tín tuy là thiện pháp nhưng không phải đều để cầu Niết Bàn. Như trong A Tỳ Đàm nói, ai thành tựu tín căn là người không đoạn thiện căn. Lại nữa, nếu 5 năm thành tịnh thời đã biến thành vô lậu và đã nhiếp vào trong 3 căn vô lậu rồi, trong 3 căn này chắc có ý căn, trong 3 thọ khổ lạc xả chắc có một thọ, vì vậy nên chỉ nói 3 căn. Lại nữa, 22 căn có thiện, có bất thiện, có vô ký lẫn lộn, cho nên không nói phải đầy đủ. 3 căn này nhiếp vào thọ uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Căn chưa biết muốn biết ở tại 6 địa, căn biết, căn đã biết ở tại 9 địa. 3 căn duyên 4 đế tương ứng với 6 tưởng. Căn chưa biết muốn biết làm nhân cho 3 căn, căn biết làm nhân cho 2 căn, căn đã biết chỉ làm nhân cho căn đã biết. Căn chưa biết muốn biết thứ lớp sanh 2 căn, căn biết thứ lớp hoặc sanh căn hữu lậu hoặc sanh căn biết, hoặc sanh căn đã biết, căn đã biết hoặc sanh hữu lậu hoặc sanh căn đã biết. Như vậy là theo môn A Tỳ Đàm phân biệt nói rộng. Lại nữa, căn chưa biết muốn biết là đối với thật tướng các pháp, vì chưa biết muốn biết nên sanh 5 căn tín. Sức của 5 căn này có thể biết được thật tướng các pháp. Như người khi mới vào bào thai có được 2 căn là thân căn và mạng căn. Bấy giờ như cục thịt chưa đủ các căn, chưa thể biết được gì. Khi 5 căn thành tựu mới biết được 5 trần. Bồ Tát cũng như vậy, khi mới phát tâm muốn làm Phật chưa đầy đủ 5 căn ấy. Tuy có nguyện muốn biết thật tướng các pháp nhưng không thể biết được. Bồ Tát khi phát sanh 5 căn tín, thời có thể biết thật tướng các pháp như con mắt do bốn đại và bốn đại tạo sắc hòa hợp gọi là mắt. Lúc đầu tuy có bốn đại tạo sắc mà vì chưa thanh tịnh nên không gọi là nhãn căn. Người không dứt thiện căn tuy có tín mà chưa thanh tịnh nên không gọi là căn. Nếu Bồ Tát được 5 căn tín, thời bấy giờ có thể tin các pháp tướng là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, phi hữu, phi vô, phi thủ, phi xả, chân tịnh như hư không, không thể chỉ, không thể nói, vượt qua mọi thứ ngôn ngữ, ra ngoài hết thảy tâm, tâm số pháp, sở hành như Niết Bàn, ấy là Phật Pháp. Bồ Tát cho sức tín căn nên hay lãnh thọ, cho sức tinh tấn căn nên siêng tu không thối chuyển. Do sức niệm căn nên không để cho pháp bất thiện xen vào, thu nhiếp các pháp thiện. Do sức định căn nên khi tâm tán loạn vào năm dục có thể thu nhiếp lại vào trong thật tướng. Do sức tuệ căn nên đối với trí tuệ Phật có được nghĩa vị ít nhiều, không thể bị hư hoại. Năm căn nương nơi ý căn chắc cùng với thọ hoặc hỷ hoặc lạc hoặc xả, nương căn ấy mà vào Bồ Tát vị. Cho đến khi chưa được quả vị vô sanh pháp nhẫn, ở trong giai đoạn ấy gọi là căn chưa biết muốn biết, trong đó biết thật tướng các pháp rõ ràng nên gọi là biết. Từ đó chứng được quả vô sanh pháp nhẫn ở địa vị bất thối chuyển, được thọ ký cho đến mãn 10 địa, ngồi đạo tràng được kim cang tam muội, và trong giai đoạn đó gọi là căn biết. Dứt hết thảy tập khí phiền não, chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, trí tuệ biết khắp hết thảy pháp khả tri, ấy gọi là căn đã biết. Hết cuốn 23 theo bản Hán.